Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình với chủ đề Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau COVID-19, đẩy mạnh triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù chính phủ đã mở cửa lại hầu hết các ngành nghề và đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hồi phục sau thời gian khá dài bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa thể hồi sinh mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị có nhiều biến động lớn. Sự tăng cao liên tục của giá nguyên vật liệu và vận chuyển đang gây áp lực mới cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Được thông qua từ năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 13 điều và chương trình hỗ trợ, trong đó có 8 chính sách hỗ trợ chung và 5 điều theo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đây là văn bản quan trọng khẳng định cam kết của nhà nước Việt Nam về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm tham gia, đánh giá về kết quả triển khai chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong khuôn khổ luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua dự án khảo sát năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 của VCCI cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp cho biết đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình đều dưới 8%. Chương trình hỗ trợ có tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được cao nhất là cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng chỉ có 7,34% doanh nghiệp thực tế đã tiếp cận. Việt Nam phần lớn là hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thì cái luật này ra đời thì với cái kỳ vọng đó là thúc đẩy cái việc phát triển của cái cộng đồng doanh nghiệp này. Nhưng mà tôi thì cũng là điều hành một cái doanh nghiệp nhỏ, thì tôi thấy là các cái quy định của cái luật này và các nghị định hướng dẫn thi hành để đi vào thực tế là chúng ta chưa thấy có một cái sự rõ ràng, và vì vậy mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì vẫn loay hoay, và rất nhiều các doanh nghiệp thì cũng chưa biết có cái sự tồn tại của cái luật này và có những cái hỗ trợ từ phía chính phủ, từ phía nhà nước đối với cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình có tỷ lệ doanh nghiệp được thụ hưởng thấp nhất là hỗ trợ giảm giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp với chỉ khoảng 4,75% doanh nghiệp đã được thụ hưởng. Do phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm bên ngoài khu công nghiệp nên không được hưởng này. Ngoài ra, tỷ lệ cao các doanh nghiệp không biết đến luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nên mức độ khó khăn khi tuân thủ các thủ tục để hưởng trợ cấp có thể khó khăn hơn trên thực tế so với đánh giá của các doanh nghiệp đã được thụ hưởng. Trong khi đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đổi mới, người ta cần trụ sở thì người ta không tìm đâu ra trụ sở. Và trong khi đó ở địa phương thì đất đai này, thậm chí trụ sở cơ quan lãng phí dư thừa rất nhiều. Thế nếu mà chúng ta chỉ ví dụ chúng ta làm vào việc đó đây, chúng ta quy hoạch lại dành hẳn một cái khu nhà đã có sẵn đây cho doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có các cái chứng nhận về sáng tạo như cái đạo luật nó quy định để được tham gia thuê ở đây, hoặc là có ưu tiên không lấy tiền thuê trụ sở làm việc, thì từ đó nó mới sang ra những cái khác. Thì ngay những cái việc cụ thể như thế thì đã rất ít để tìm ra được một địa phương có được điều đó. Để triển khai các chính sách được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 06 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6. Theo đó, nội dung hỗ trợ gồm tư vấn phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị, nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có cơ hội được cử học viên tham gia đào tạo huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong triển khai thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phải có cái tổng kết đánh giá tác động của cái luật này trong vòng 5 năm, ví dụ sang năm là 5 năm chẳng hạn, thì chúng ta có cái đánh giá tác động mà từ phía cộng đồng doanh nghiệp, và chúng ta có thể là điều chỉnh, sửa đổi luật hoặc là sửa đổi các cái nghị định để thực sự luật này đi vào cuộc sống. Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên là Hội đồng Nhân dân các tỉnh phải có các nghị quyết
phải có các quyết định kịp thời trong việc mà cấp ngân sách cho các cái đề án, cho các cái hướng dẫn để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và chúng ta phải tăng cường cái sự kết nối giữa các cái tỉnh thành với nhau, xem rằng là cái việc mà chúng ta triển khai các cái luật đấy nó đã đi vào đời sống chưa, và đặc biệt chúng ta phải tập trung các cái ý kiến từ các cái hiệp hội, các cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa, chúng ta có các cái giải pháp nó cụ thể thì chắc chắn là luật nó sẽ đi vào cuộc sống. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký văn bản số 1590 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai có hiệu quả luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, có 50,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, gần 24,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%, 8,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức chống chịu của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rất hạn chế. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thời điểm này là cấp thiết. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!